Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với bản tin S News và hãy cùng với mình cập nhật những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Mới đây, tác giả Kiều Trường Lâm đã quyết định giới thiệu một bộ chữ viết mới, kế tiếp bộ chữ viết Việt Nam song song 4.0. Công trình chữ viết này được tác giả giới thiệu là chữ viết bảo mật thời 4.0. Sau một thời gian giữ im lặng trước truyền thông, tác giả Kiều Trường Lâm đã có những chia sẻ mới về bộ chữ của mình và đồng tác giả Trần Tư Bình. Anh cho biết, bản thân luôn chấp nhận mọi lời góp ý từ độc giả và sẽ tiếp nhận để cố gắng hoàn thiện chữ viết Việt Nam song song 4.0. Đồng thời, anh đã quyết định giới thiệu một công trình nghiên cứu chữ viết mới của mình với tên gọi Chữ viết bảo mật thời 4.0. Anh Lâm chia sẻ, chữ viết này chỉ có một mình anh là tác giả và đã trải qua 10 năm nghiên cứu để hoàn thiện. Mình bắt đầu nghiên cứu chữ viết bảo mật thời 4.0 vào học kỳ 1 khi đang học tại lớp 10A6 tại trường Trung học Phổ thông Hòa Phong, Tây Hòa, Phú Yên. Sau khi kết thúc phần nghiên cứu ký hiệu dấu cho chữ quốc ngữ, thời điểm đó mình đang tự học và nghiên cứu tiếng Hàn Quốc và thấy tiếng Hàn có cấu trúc rất hay. Sau đó mình đã nảy sinh ra chủ ý sáng tạo cho tiếng Việt một chữ viết mới. Từ đó mình bắt đầu tự vẽ ra chữ mới áp dụng cho tiếng Việt, sử dụng nhiều kiến thức hình học không gian để tự vẽ, tự thiết kế, tính toán từng góc cạnh để cho ra một bộ chữ viết mới. Tuy chữ mới này nhìn khá giống chữ Hàn nhưng không phải là chữ Hàn, mình thiết kế ra 90% chữ cái mới hoàn toàn phù hợp với phát âm tiếng Việt, còn 10% còn lại ứng dụng từ chữ Hàn. Trải qua 10 năm nghiên cứu thì chữ viết mới này đã ra đời. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe để có thể cập nhật thông tin mỗi ngày.